Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Thôi lỡ đây hỏi cái này cái. Tối qua làm gì mấy đứa đi cà phê cà pháo nhưng mà về trễ vậy? Bình thường anh quy định là 8-9 giờ về mà. Cái này không nổi vậy nè. Gì tao nói mày? Hỏi cái gì không? Hôm qua mình thường là đi cà phê 8-9 giờ về là đúng rồi anh Vũ. Ừ. Mà hai ông nội chui vô toilet của người ta ha. Ngồi cơm bách game ở trỏng anh Vũ. Sao cô biết? Trời ơi, em lại em hỏi nó là xong chưa? Nó nói chưa xong. Mà em thắc mắc á là đi toilet làm gì hai thằng? Em mới đẩy toilet ra. Thấy hai thằng ngồi ngồi chốc nóc vậy nè, chơi game anh Vũ. Hèn chi bà chủ quán đi ra đi vô canh toilet hoài. Hả? Ai nói mày canh? Hả? Bà mắc đi mà hai nẻ trỏng rồi sao mới đi? Còn gì thì chối cãi nữa không? Rồi sao mấy anh thanh niên chơi game cho đã rồi hai chị nữ thì không về đi ở đó làm gì? Đó chơi chúng hai anh em luôn mà anh Vũ. Gì? Đó chơi chúng hai anh em luôn mà. Thật kỳ quá, sao thành nói vậy? Xin mời. Rồi. Bốn đứa. Có hứa hẹn hội có quà thì chịu, tự nhiên cái anh Thành dính, cái anh Thành dính cho tụi em. Không, có quà đi chia. Xếp qua đây. Rồi, hai đứa gái thục dầu 20 cái cho anh. Còn hai nam hít đất 20 cái cho anh. Wow, cho em luôn. Làm lên. A few moments later. Đứng lên. Anh nói rồi nha, mai mốt quy định giờ giấc đi có giờ có giấc nha, chứ không phải là muốn đi giờ nào đi, muốn về giờ nào về nha. Một chút anh hồi anh vô anh xử lý cái chuyện quản lý nữa. Tại sao mà để cho mấy đứa đi cái tận 10 giờ đêm mới về? Yeah, quá đã. Mấy đứa làm liên đới nó cả chịu quản lý luôn. Mai mốt làm gì làm có giờ có giấc nha. Dạ. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ quay lại cái series ăn uống được yêu cầu rất là nhiều, series người cuối cùng ăn uống các bạn. Gì? Mấy mình đừng làm series uống mình để dành đi. Giờ mình làm series mà mấy bạn yêu cầu đi anh Phú. Bình thường Cương là người thích ăn uống lắm mà sao hôm nay series ăn uống từ chối vậy? Ờ anh Phú ơi, hồi bữa em ăn tới giờ chưa tiêu hết nữa anh Phú. Anh tới giờ chưa tiêu? Với lại mà 4 ngày rồi đó em chưa đi đó anh Phú. Hèn chi rồi tối tới ngủ này nãy cũng đi. Đi có được đâu đi. Chỉ là đi xe xa ơi. Đi đường xe xa hả? À không có đúng rồi. À, ngon lắm rồi đó bà. Vậy là trong bông ghẻ bây giờ toàn là này đi ra này ra đó. Coi chừng đó. Để cho nó dễ ra, bình thường là mấy năm mình nên hay đâu. Đi vô rừng cắm trại. Vô rừng cắm trại vậy ghẻ dễ ra lắm các bạn. Thôi nó vui thôi nha. Thì sao series ăn uống hay là đi làm series gì? Nghe nó cũng không anh Vũ để dành đi tại bụng nó này yếu hay là quay cắm trại lên luôn ơi. Các bạn yêu cầu cũng chạy nhiều nè. Cũng chạy. Đó rồi, ngày hôm nay mình sẽ cho mấy em đổi mới một phần nào đó chủ đề cắm trại nha các bạn. Và ngày hôm nay mấy em mình sẽ cắm trại theo con số nha. Sao anh Vũ? Muốn biết sao thì bây giờ đi theo anh rồi biết. Soạn đồ đi, đi cắm trại rồi biết nè. Let's go. Let's go. Mấy em mình tới vị trí cắm trại rồi nha các bạn. Vị trí cắm trại của mấy em mình đó chính là một cái cối xe gió siêu to khổng lồ. Nhìn ở ngoài xa xa thì nó như ngón tay út thôi các bạn. Nhưng mà khi lại gần thì nó như một con voi luôn. Cái gì anh Vũ? Cái này mà con voi vậy? Con khủng long thì có. Lớn lắm nha các bạn. Wow. Trời trời, như thằng lằn đu cục điện luôn đúng không? Không khác gì con thằn lằn đu cục điện các bạn. Nó rất là lớn, siêu to, khổng lồ. Quá lớn. Cái chiều cao của này chắc phải tầm trên 100 mét rồi ta. Chắc là đó anh Vũ. Cái cánh của nó dài, nó bụng lắm nha các bạn. Mình đứng dưới cái cánh nó quay vậy. Xèo 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 xèo. Anh Vũ, có khi nào nó quơ mình đi luôn không? Rồi ảo nữa đó, ảo rồi. Đâu ảo rồi. Chị tưởng tượng quá mức rồi chị nghe này. Em thấy nó đang gớt như đầu em nè. Đó, đó. Con này, con này sáng sớm cho nó uống thuốc chưa? Xíu còn giữ đó. Con nhìn lên đây, chị nó gớt lên đầu á. Thông cảm đi, mấy bên đây nó bị sốt mấy đứa ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia đội để xem coi ngày hôm nay ai đội của ai và sẽ vượt qua thử thách 24 giờ này hay không. Bắt đầu nha các bạn. Ngay cho nó đây, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vòng quay random để chọn đội cho mình nha các bạn. Bây giờ anh cần 4 người lên ấn vào quay. Khỏi cần giơ tay, bây giờ anh chỉ định nha các bạn. Giờ mình chỉ định đi. Thấp, bước lên. Mày đứng im đó.
đẳng cấp. Hòa thượng. Hòa thượng. Não ngân à. Hết rồi, rồi. Bây giờ bốn người này sẽ quay random để chọn ra đồng đội của mình. Wow. Chuẩn bị nha. Đẳng cấp vô quay trước đi. Số em là nẻo của vô chung với đội ngân đâu mà. Đó. Select. Có. Ông nhả cái miệng lên. Rồi, qua vô em. Nguyên. Thành lát của chúng ta mất là bị loại cho nên khỏi vòng lượt quay này các bạn. Qua qua chúng qua. Yeah. Lại tiếp em. Qua qua chúng qua luôn. Giờ nhiễm được chúng nguyên nè. Nguyên. Áo. Anh nào? Mời. Tiếp tục. cần phân phát những con số và sau đó sẽ lấy những con số đó trừ với nhau để ra số tiền ngày hôm nay các đội của chúng ta nhận được, sau đó sử dụng số tiền đó để đấu giá hoàn tất buổi cắm trại ngày hôm nay, hiểu chưa? Yeah. Bây giờ hai đội của chúng ta sẽ hoàn toàn tách lập và không biết ai chọn con số nào nha các bạn. Mỗi người sẽ chọn cho anh hai con số mà từ 00 cho đến 20 nha, không có nghĩa là từ 0 đồng cho đến 2 triệu. Ok chưa? Dạ. Sau khi cả hai thành viên của hai đội đã chọn số của mình rồi, anh sẽ lấy số lớn trừ số bé ra bao nhiêu lấy bấy nhiêu tiền và cho buổi thử thách cắm trại ngày hôm nay, đấu giá cắm trại ngày hôm nay. Dạ. Ok chưa? Dạ. Rồi người con số đầu tiên ngày hôm nay 0020, em chọn con số mấy thì em bấm lên màn hình cho mọi người coi luôn nha. Đây đây. Số gì ta? Số mấy? Im lặng không nói to nha, bên kia nghe mất không? Rồi, thật ghẻ con số này nha các bạn. Tính ngân của chúng ta số mấy em? Bên kia mà chọn trùng số của đứa tụi cưng thì coi như triệt tiêu, không có đồng nào. Không, rồi. Đấy là đẳng cấp. Đẳng cấp. Số mấy em? 5 4 Hồi tưởng đi. À, rồi. Wow. Tới hào án luôn đi. Đừng quên trùng số nha, thoải mái. Ok nha. Rồi. Caravan nhớ số nha. Mấy đứa nhớ số rồi đúng không? Dạ. Rồi đi qua đây. Hello anh Phú. Hello mấy đứa. Sao đã chọn cho mình được con số từ 00 đến 20 chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi. Bây giờ ở đây anh đã có những con số của các bạn vừa rồi cho bên kia. Đến lượt của đội cưng nào, nói to rõ cho mọi người nghe luôn. Cưng có 5 giây để suy nghĩ và đưa ra con số của mình. 5 giây suy nghĩ. Bắt đầu. 5 4 3 2 1 Hết giờ. 17 17 Ủa, ai đụng vào thành lắm. Đẳng cấp đúng không? Dạ. Đẳng cấp số mấy là đẳng cấp? À, 06 06, 17 trừ 06 là còn 11 là tương đương 1 triệu 1, xin chúc mừng em. Wow. Đừng quên nè. Không có thông tin liên lạc được đâu, khỏi nhìn. Ánh mắt nhìn nhau cũng chẳng biết số mấy đâu. Nguyên có 5 giây để suy nghĩ. 5 4 3 18 Chưa hết 5 giây luôn á. Em suy nghĩ 18 anh ơi. 17, 18 Độ của Nguyên là ai ta? Thật số mấy thật? Em số 7. 18 chứ 7 là 11. 1 triệu 1 nữa, xin chúc mừng đội của Nguyên. Bằng này luôn nè. Và bây giờ bắt đầu nhả rung nè các bạn. 5 4 Tôi đã rung. 5 giây suy nghĩ. 3 2 1 Số mấy? Em chọn 16. 16 Chắc chưa? 16 chứ 16. Chưa, anh chồng quá. Bên kia số mấy rồi anh? Em số 04. 16 chứ 04 là 12. 1 triệu 2, xin chúc mừng đồng nhà. Yeah. Có thông đồng với nhau gì hết ta? Tên nền quà với cung nè.
anh xin nói trước là bên kia số lớn đó nha. Số lớn anh Phú. Đừng. Bây giờ đôi cùng qua đường. Anh Phú Vũ. Có 5 giây để suy nghĩ. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, em chọn số mấy? Em vào nguyên mười mấy anh Phú? 18. 19. Wow. Hảo anh chọn số mấy hả? 02. Quá dữ. 02. 19 trừ 02. Chiều 7. Gót mốt chiều 7. Thôi. Gót chiều 7 chứ. Đó là hai mình. Thì đó. Tính ra khéo mà bên kia chọn số nhỏ hết luôn các bạn. Hay quá nào ơi. Và số tiền đó chị quản gia sẽ trao cho mấy em để mấy em sử dụng số tiền đó trong buổi cắm trại đấu giá thử thách 25 giờ ngày hôm nay nha các bạn. Bắt đầu. Vô. Rồi các đội của chúng ta đã nắm tình hình số tiền của đội mình rồi ha. Được rồi. Bây giờ là chương trình đấu giá bắt đầu. Dạ, dắt cho ta. Thôi ai cũng tiền nhiều mà. Nhỏ nhỏ thôi cũng được. Cái này siêu to khổng lồ và hoàn toàn mới 100%. Wow. Quà mình đã lấy cho tụi em chơi nữa. À quà kiểu như manh đông quá sợ bung hết lụa thì tôi nghiệp hảo. Không, em biết chừng mực mà anh Vũ. Thì ngày hôm nay mấy đứa có số tiền như đó đó, mấy đứa chừng mực làm sao xài vừa đủ là được. Hết thì nhịn. Còn đấu giá đồ ăn nữa đó nha. Cái này để bán bao nhiêu đây? Yeah. 100 cha chả chúng ta mua với cái giá thôi. Khá là cao, bây giờ anh phải giảm tới 95% với giá thị trường. 50 thôi anh ơi. Anh bán cái lèo này với cái giá là 300 ngàn. Chưa. Và thời gian đấu giá của chúng ta chỉ có 15 giây thôi. Hiểu chưa? Dạ. 15 giây bắt đầu. 301. 302. 303. Vượt mức của mình nhiều quá à. Chết rồi. 304. 305. Lên đường từ từ. Chết rồi. 307. Rồi. 308. 309. Hết giờ. 309. Lại. Chúc mừng qua được. Ủa 309 hả? Mấy cái liều về. Đúng. Hết 15 giây đi nha các bạn. Đúng. Chồng thì ráng bao nhiêu? Phải lấy cái này mới được. Yeah, 309 ngàn. Cái này anh bán với giá là 250. 206. Chưa bắt đầu à. Thời gian đấu giá 15 giây. Bắt đầu. 206. 207. 208. 209. 300. 300. 301. 302. 303. 350. 306. 307. 308. 309. 400. 2400. Ai nói trước ta? Không biết đâu. Hai người luôn á, nghe được luôn. Hai người luôn. Rồi bây giờ chốt giá lần cuối nè. Hai đội của chúng ta có 5 giây phụ để bắt đầu. 5 giây bắt đầu. 450. Giữ mày. 445. Dừng. Ta 450. Nghe mà nè coi. 450 mà đây 445. Xin chúc mừng Thành Lát. Yeah. 450 cho tên Thành Lát. Nó ở liều 309 mà sao ở liều nhỏ phải 400 mấy vậy ta. Rồi. Dạ, cái lều này cũng chỉ giá là 200. Đặt lại 15 giây đấu giá dành cho hai đôi. Bắt đầu. 206 207 208 209 300 350 306 307. Ê. Nhanh lên, hết giờ rồi. 208 309. Lên, hết giờ rồi. Dừng. 309. Chúc mừng thôi mọi người. Bán được 10.000 luôn. Hả? Gì vậy? Đâu 10 ngàn? 18.1 triệu. Đã nói rồi, sáng giờ anh bị lắm. Cho bụng qua bên chưa hết hẳn. Đúng luôn đi rồi. Hết hồi sẽ quay qua đúng không? Tự nhiên còn có 10 ngàn. Em đi nhau rồi. Em đi nhau rồi. Rồi. Đi đi. Không có lẽ hả? Mướn đưa giá cao cho anh. Anh thôi. Ai thuê cứ đưa giá 200 ngàn người. Lời chan. Dạ. Ừ. Đi vô đây mà ngon. Vô đây học nội bộ xíu ơi. Này nay mà uống thuốc lắc gì vậy? Mà lắc chứ hả? Tôi bị gói một xíu trời ơi. Tí nữa là có liều ở rồi. Thông cảm cho người bệnh hoạn đi trời. Thôi tôi nói kìa, bây giờ đang vui chơi dựng liều ngoài á. Mình thì ngồi ngoài nắng nè, không thấy hả? Thí dụ dùm vô tu binh gió mình ngồi ở trong luôn được không? Mình khỏi là cần liều. Cái gì cái, bây giờ mình cũng phải bàn kế hoạch. Hồi nãy á, có nghe anh Phú với tụi nó nói là cho mình thuê liều với giá cắt cổ không? 200 một người. Tính ra hồi nãy á, mình mua cái liều 300 mấy là ngon rồi. Giờ đi thuê là 400 ngàn. Nãy tôi định 355 mà tôi lẹo lưỡi xuống 345 tích thiệt chứ. Bây giờ tôi có kế hoạch này nè. Gì? Bà là thằng Đẳng á, bà gã nó sao?
kêu nó là cho mình ở cái liều mà thuê với giá nhẹ nhẹ thôi, mềm thôi. Tôi nữa hả? Ừ, tất nhiên á là nó sẽ cho bà rồi, không lẽ nó không cho. Ôi sao mình không vô cái liều bự đi, ngồi cho nó thoải mái. 400 đó, qua đi. 400 đó, cắt cổ đó. Cũng hợp lý. Hợp lý không? Đi qua đó đó. Để tôi thử, để tôi thử. Ông đã. Đây. Gì mày? Nói nghe nè. Nói vậy? Đứng lên, đứng lên. À, bà Ngân nói đi bà Ngân, tôi không nói với nó được đâu. Thì cái này nó cũng khó nói mà không nói cũng không được. Nói đi, trời ơi. Thì tôi ở ké liều được. Để hỏi em đợi cái. Tuy ta không sinh ra cùng tháng cùng năm. Nghe. Giờ nó ở ké làm sao mày? Thì đơn giản thôi. Polymer. Bằng bao nhiêu? Hả? Người 200. Giá thị trường. Thôi nhưng mà thằng kia 200 ngân chắc 150 thôi. Sao được? Mày con gái mà phải donate chứ mày. Con gái là phải 250. Sao được? Mày không nghe câu. À mà thôi đi, 250, con gái là 250, riêng này là 200. Ôi kỳ mày. Ủa sao năm 200 kia 250? Mày không nhớ đấu giá hả? Nó chặt nó chém mình đó, tao phải ra giá 450 mới lấy được cái liều. Ôi khỏi 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 khỏi. Qua cút tôi nè, đi qua đây. Được á. Ê cút. Có bằng nguyên. Gì mày? Gì vậy cút? Tôi kêu có bằng cút, người cút kêu tôi làm mày là sao? Mày qua đây làm gì nữa? Nói luôn đi, không có cốt cán gì nữa. Tình anh em mà vậy đó, buồn thì không có. Mà mình mất tình anh em hả cốt? Đúng. Mày định làm gì? Thì tôi định qua đây Thôi, rẻ thôi, năm xị. Ủa tao chưa nói gì mà. Tao biết tính mày mà. Thế liều chứ gì? Cốt cán thì nói chi dài dòng, vô thẳng vấn đề chính thôi, lẹ lẹ con đi về, con đi thôi. Thôi liều, giá rẻ thôi anh em mình mà. Rẻ cái gì, không được thì về đi. Đi ơi, khỏi luôn mày, con này. Không dễ tính, hôm nay tôi chắc ok rồi. Ông hai, anh hai ông là ông lo nha. Ê, hai mày làm gì vậy? Tại thấy anh hai với anh Thảo là một cái liều bự mà dựng lâu quá, qua dịch vụ á mà. Anh Duy mày lắm vậy hả? Mày có đâu Thảo, anh em nói vậy không à? Nhưng mà, cần em phụ gì không em phụ cho? Tự nhiên tao bay tốt ngang tao thấy có điểm quá. Mà nói chứ mấy anh em dừng tay cái có chuyện muốn nói rồi mấy anh em. Nói gì? Qua đây, qua đây, qua đây. Chuyện này gấp lắm, không nói là không được á. Chuyện gì? Chuyện gì? Nãy giờ tụi em làm phụ á mà không lấy phí gì luôn á. Cho tụi em thuê liều giá rẻ được không anh? Giá có vụ giá rẻ nè hả? Nãy giá giờ thì cũ thôi. Mỗi người vô 200. Trời ơi, giảm bớt. Ê, anh thấy tụi bay cũng tội. Anh tính cũng kệ rồi đó. Nhưng mà anh thấy thương đó, anh mới nói vậy thôi. À, anh có giảm không anh? Nào. Nào, thương em mất đi nào. Anh thấy hai chú em á cũng nãy giờ cũng phụ anh cầm được cái cây lên, anh cũng thấy ok. Nên anh sẽ bớt cho mỗi đứa 10.000. Mỗi đứa 10.000 hay sao? 10.000 à. What the hell? Rồi hai đứa 10.000 á hả? Ừ. Hai đứa được 5.000 á hả? Chúng ra bớt có 10.000 của anh. Rồi ở không? Thôi chạy, cũng được mà Ngân. Rẻ hơn mấy liều kia là được rồi. Dạ ở, vô. Thôi Thảo để nó làm đi, anh em mình đi ra ngoài này xả hơi. Em thuê có tiền mà chứ không phải em làm ô xin đâu. Thì đó, thuê thì có tiền đó chứ. Nãy giờ hai anh làm tới đây rồi. Chuyện tao. Mày quá dễ. Nè mày. Trời nắng chang chang mà hai này rảnh ra đó đá banh trời. Mà mình cũng rảnh thấy ghê. Trời nắng chang chang mình ngồi đây chi ta. Mày qua đây, qua đây. Mạnh lên xíu mày. Ừ ok ok. Nè chụp ra, chụp ra, chụp ra. Chụp ra hết lóc nè. Vô vô vô. Chết cha. Đào anh Phú. Wow, chúc mừng hàng bay đã lọt vào vòng trong. Tới công chuyện hàng bay rồi. Bỏ cho anh đây ngay. Mỗi thằng 40 cái hết đất. Nhiều viên vô. Làm lẹ.
chưa nắng chang chang để anh đang soạn mấy cái ý tưởng. Đá vô đầu người ta cứ bóp cái sang chấn luôn. Mấy em 20 cái thôi, tại hàng này nó đá chúng anh mà. Thôi, 40 cái luôn, 40 cái. Tốc độ. Tôi nói hai chú em rồi, nắng mà cứ ra đây thể hiện hùng chi. Hết đi. Tội ghê. Sao ngồi đây mình suy tư với ta? Có suy tư đâu, đang ngắm trời ngắm núi kìa. Ê Mừng Ân, bà có thấy ba con núi bên kia không? Đó. Sao không thấy ông nội, tôi ra ngoài đây trước ông mà. Sao có con núi thì to đùng, còn có con núi thì lài lài, còn con núi kia sập lép trời. Thì ai mà biết được. Mày muốn biết không Đặng? Mày ra đây chi mày? Tao ra đây giải thích cho mày biết tại sao ngọn đồi lại có hình dạng như thế. Đó cũng giống như con gái vậy thôi, của đứa to, đứa nhỏ. Ủa, cái to cái nhỏ là gì mày? Là cái này nè. À, tao biết rồi. Rồi sao? Thì là mấy đứa to là như là cái ngọn núi đó đó, to. Mấy đứa nhỏ thì là ngọn núi nhỏ. Còn mà mấy đứa phẳng như tường á là như cái thảo nguyên đó đó, như con đường đó đó, thấy chưa? À. Còn mà mấy người lớn tuổi ấy thì là gì nè? Tôi sao? Cứ lòi lõm sệ sệ vậy á. Hiểu không? Mà sao mày? À, thôi, mình về mình nghiên cứu thêm đi. Làm nhiệm Thành gành mấy này dữ trời. Bộ môn chuyên nghiệp của anh Thành mà sao anh Thành không gành được? Chiều nay tao mày chắc chắn chung đội nha. Ok, quyết chiến luôn. Hàng quay vô đây biểu ơi. Hả? Dạ. Vô đây. Vô đây luôn. Ừ, sao chỗ tao đá mày. Hơn 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi nha các anh. Bây giờ mình sẽ cho mấy em đoán giá và bắt đầu đấu giá với nhau để lấy đồ ăn. Và combo đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta đó chính là xúc xích và thanh long. Lần đầu tiên thanh long có trong xúc xích các bạn. Và combo này sẽ có giá là dao động từ 100 đến 200k. Thời gian suy nghĩ lựa chọn giá cho đồ mình 10 giây, bắt đầu. Tao là nghĩ là phải giá chạm đáy luôn, lấy giá 100 luôn. Chơi không? Chạm thôi chứ không có được từ 110 ngàn đâu, đúng không? Thanh long mười mấy ngàn á, thanh long mua trong siêu thị mà. Xúc xích này có khả năng là nó hơi mắc. Hết giờ. Bây giờ các đội của chúng ta hãy đưa ra giá đi. Đôi của Đẳng Cấp và Thành Lát bao nhiêu em? Một xí. Một xí là 100 đúng không? Dạ. Ừ, từ 100 đến 200, đón 100, ok. Đôi của Hoa Thương bao nhiêu em? Một xí. Đôi của Hoa Thương 100 luôn nha các bạn. À, chơi đối trọng mày. Cũng suy nghĩ trước rồi nha bạn, mà chưa dám gì thôi, giờ mới ra. Nói chênh là xíu cũng được, chẳng hành gì. Rồi, đôi của Nhà Ngáp bao nhiêu em? 137. 137. Đôi của Thật Kẻ bao nhiêu? 107. 107, vâng. Và giá gần chính xác nhất đó chính là đôi của Thật Kẻ. 111.000 nha các bạn. Vâng, đồ anh mang về cho đây em nè. Dám lấy con số 7 của anh à? Anh không lấy thì đừng có đổ được.
Thanh Long, lần đầu tiên Thanh Long có trong xúc xích nha các bạn. Quá đã. Lên combo thứ hai. Combo thứ 4, combo đầu tiên đội của Thật Ghẻ lấy về cho mình rồi nha các bạn. Tiếp tục tới combo thứ hai. Và đây là combo thứ ba, combo đầy đủ. Combo tiếp theo đó chính là khoai lang mật và thịt sườn heo. Sườn heo, heo này heo heo gừng á. Heo gừng luôn không? Ừ. Đã. Combo này có giá dao động từ 200 đến 300 ngàn. 1 phút suy nghĩ, bắt đầu. Số thì chắc tầm 107. 107 cũng 10 vậy thôi. Còn khoai á, khoai chắc tầm 7 mấy luôn. Mà lan 1 ký. 1 ký tầm mấy hay mấy ngàn. Tầm 40 á, mà lan mua ở ngoài thì khác, đúng không? Nhà này thú là mua đồ full siêu thị, đúng không? Nghĩ là chỉ 200 mấy, 203 mấy thôi. Một phút đã hết. Đội đoán đầu tiên đó chính là đội của Hòa Thương. Bao nhiêu em? 227 đúng. 227 đội của Ngân và Nhã. 230. 230 đội của Thật Ghẻ. 237. Đội của Đăng Cấp. 220. Vậy chứ cho anh hỏi đôi nào đang giá thấp nhất vậy? Sao? Bao nhiêu? 227. Đôi này 220 và xin chúc mừng đôi của Thành Lát. Đôi Thành Lát gần nhất. Và giá trị của combo này có giá là 205. Lên lấy đồ về cho mình em. Em xin nhanh vũ. Quá tuyệt vời. Combo tiếp theo của chúng ta đó chính là một phần đùi cù siêu ngon nha các bạn. Và một phần cánh gà Nhật. Combo này sẽ có giá dao động từ 300k đến 400k. Khá là ngon đấy. Một phút suy nghĩ, bắt đầu. Để tôi bài suy nghĩ này, để tôi 5 phút suy nghĩ lần. Ờ, 30 giây, 30 giây. Bò thì chậm chắc là... Cù. Ở cù hả? Cù chắc là... 100. Cù này mắc nè, cù này mắc lắm. Cánh gà tầm 70-60 à. Gà Nhật thì mắc hơn tí, tầm 70 đi. Đó, 1 ký. Đó, 1 ký có gì đâu. Khoảng 180. 180 á. 120 gà. Cái đó. Gà có... Rồi rồi. Không, tới đâu. 1 phút hết giờ. Đội đó đầu tiên tới là đôi của Nhã không Ngân? Dạ, 338. 338 đôi của Thật Ghẻ. 325. 325 đôi của Đẳng Cấp. 334. Hey. 334 đôi của Hoa Thương. 337. Rồi chứ trên hỏi đôi nào đang giá cao nhất. Bao nhiêu? 38. Dạ. Đôi kia. Và đôi nhận về combo này đó chính là đôi của Nhã Ngáo. Xin chúc đôi Nhã Ngáo. Combo này có giá là 379 ngàn. Ủa cao gì hả? Cao gì vậy? Lấy về cho mình em. Lấy đồ cù và cánh gà Nhật về. Tiếp tục, bây giờ là combo đầy đủ và combo đặc biệt cho ngày hôm nay, cho buổi sáng ngày hôm nay. Mang lên. Combo ngày hôm nay đó chính là một con bò đang bò dần dần lên. Combo này dao động từ 500 đến 600 ngàn luôn. Và nó gồm gì đây không biết. Nè có lẩu bò nè, mới chuyển bò này kia. Thì quản gia cho Nguyên một cái lẩu bò luôn các bạn. Rau củ quả chung với lẩu. Trái cây ăn tráng miệng. Và bên cạnh đó có nước ép này, bồi bổ sinh lực, tăng cường sức khỏe. Và bên cạnh đó anh cho thêm đó nữa là. Mà thôi như đây chắc đủ rồi. Cái combo để buổi chiều đi. Làm bằng hộp anh bố. Rồi 1 phút suy nghĩ, bắt đầu. Giá từ 500k đến 600k nhà mấy anh mấy chị. 117. Tao nghĩ là cái này giá chắc chắn sẽ cao. Rưỡi thôi. Vậy rưỡi thôi. Rưỡi hả? 506. 527. 27. Ôi. 27 người quẹt chết. 515 đi. 513 đi. 4 3 2 1. Hết giờ.
Đội đầu tiên đó chính là đội của Nguyên và Ghẻ. Giá bao nhiêu em? 510. Giá 510 là đội của Nguyên. Đội của đẳng cấp bao nhiêu? 530. 530 ngàn. Đội của Hòa Thượng bao nhiêu? 527. 527. Đội của Nhà Ngáo bao nhiêu? 517. Bao nhiêu? 500. Bao nhiêu? 517. 517 đúng. Rồi. Và giá combo đúng của chúng ta đó là 514 ngàn. Xin chúc mừng đội của Nhà Ngáo. Và đội của Thằng Kẻ chỉ thua có đúng 1.000 đồng thôi. Đội Nhà Ngáo chỉ thua đúng 1. Ê, đội Nhà Ngáo thắng bên đầu kia chỉ đúng 1.000 đồng thôi các bạn. Chúc mừng đội Nhà Ngáo. Quá đã. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mua bán trên một cái gọi là thương trường nâng cao một chút xíu. À, có bạn đồng hàng chứ không phải là ngồi phiên chợ ngoài rừng ngoài rú. Rồi ai cần bán gì mang lên đây. Đội kia làm gì có để bán. Ồ. Combo được cánh gà với 2 trái táo anh coi. Em ra giá bao nhiêu? Giá thì bình dân thôi, 200. Nhiêu? 200. 200 nha các bạn. 200. 200. 201. 201. Wow. 202 của Nguyên. Wow. Thật kìa. 202 là tay ơi. Không đó rồi. 203. 203, hai đồ trùng rồi. 204. Chơi không? 245. 245 rồi kìa. 245. 250. 250 kìa. 251. 251. 253. Đánh 1.000 vậy nè em. Đánh lên 10.000 đi. 54 kìa. 260. 260. 27. 270. 78. Wow, rất là tên. Ê, làm gì có 208. Hả, làm gì có 279 hả? 208 lần thứ 2. 279. 208 lần thứ 3. Người ta 208, 279 rồi. Đôi của Hoa Thương, lấy về. Lên lấy đồ em. Ship tận tay luôn. Ship tận tay cho đồ kia luôn. Rồi, đồ nào bán gì nữa mang lên đây. Em nghĩ tất cả anh em cần một chai này. Bán nữa hả, đồ này kinh doanh dữ ta. Rồi, một chai nước ngọt, nước cam, vách. Bao nhiêu nhá? Bao nhiêu? Nước thì nó quan trọng rồi đúng không anh Vũ? Em bán 250. Thôi nghỉ luôn. Quan trọng nha anh Vũ. Trời ơi, nước quan trọng lắm nha. Lỡ chị chịu có nước uống rồi sao? Chưa cần lắm. Rồi, 250 lần thứ nhất. Chưa có ai trả giá luôn nha. 100.000 luôn á. 100.000. Đây hai giá. 150 rồi. 150. 170. 189. 189. Chơi số lẻ không vậy? Lên số dặn đi nè. Đúng à, 190 luôn. 190 hả? 199. 200. Quá trời người ông đắc lời đây. 240. 249 rồi. 250. 250. Giá nãy lần nãy 211. 201 lần thứ nhất. 251. Sorry. 251. 200 mấy rồi? 206 rồi anh Vũ. 206 rồi hả? Cưng nhớ giá nha của cưng á. 206. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. 206 lần thứ ba. Yeah. Chúc mừng đội của Hoàng lấy một chai nước về cho đội mình. Rồi còn ai bán gì nữa không? Như vậy là phiên chợ trưa của ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc tại đây nha các bạn. Mang đồ ăn về cho đồ mình, đâu ăn đi. Đồ ăn trưa nay cái đội mình phong phú hết bà Ngân. Chứ sao. Ở bạn nướng cánh gà đừng có để gió nó thổi cái mùi xuống đây nha. Nó ướp vô sườn cù ăn khó ăn lắm. Thịt bò, lẩu bò được đó. Ừ. Xíu đừng nướng ké nha bạn. Ê, ai chơi vậy bạn? Đồ của Chung mà bạn. Sao vậy? Bạn này sao quý? Nè, đem cù của bạn ướp rồi nướng luôn đi bà Ngân. Rồi, né chỗ cho sườn cù vô coi. Đây.
Thôi mình tắt bếp dẹp tiệm đi anh em ơi. Hả? Dạ nào. Cù vô sợ không có chỗ tiếp phải không? Ôi, nhìn cái miếng cù để qua bên nha, đừng dính vô gà tôi nha. Ê, biết sao gà mày nó sang không? Nhìn miếng cù tao đặt lên cái con gà mày nó sang chung luôn. To luôn à, mày có một miếng tao cả chục cái chân gà, lộn, cái cánh gà đây nè. Wow. Lần đầu tiên trái thanh long có sông lẩu bò. Ê, làm gì mày? Bỏ thanh long vô ăn mới ngon. Nóng đồng đội người ta, trời ơi. Nè, tặng là trái thanh long luôn nè. Tặng hả? Nhưng mà phải bỏ vô đó ăn nha. Ăn cái đầu mà chứ ăn. Đúng rồi, mày không thấy thanh long đang hot trend hả? Mày biết trái thanh long này bỏ vô gì ngon không? Bỏ vô gì? Lần đầu tiên trái thanh long bỏ trong con gà nhà mày. Ê, cái đó không được nha mày. Cả nữa mày. Dĩ là chê mày. Mày thấy tao quá trang đỉnh không? Đỉnh gì? Biết nhìn thấy mấy gì đâu? Mấy khủng bố bị con mang bắt á. Nè, phải không? Thằng trong bệnh viện tâm thần quá ra á. Giống y chang luôn. Kỳ mày. Qua ghẹo mày xíu. Nhớ mày nha mày. Tao nhớ rồi, nãy cái vụ điều tao nhớ nha mày. Thì đội của mình cũng chín hết rồi nha bạn. Giờ ăn thôi. Làm gì thật, mở cái đó ra coi. Làm gì ăn mới ngon. Vô. Lao gì. Vô. Vô. 1, 2, 3, vô. Mời các bạn nha. Bỏ đã. Ngon quá. Xử chế anh Long đi thật. Để tôi. Được ghê. Wow. Mời bạn ăn thanh long nha. Ngon. Ngon. Ngon sao nhăn chứ hả? Hơi chua tí. Mời bạn nè. Chua. Thì quản lý này mua thanh long đâu trời. Kệ đi, có ăn là được rồi. Rồi, xong xuôi nồi lẩu rồi nha các bạn. Ăn đi, vô. Vô. Nằm gì mà bu ở đây nhiều quá hả? Thôi chứ anh em mình gom lại chủ yếu là ăn chung cho nó vui. Chứ không phải là món nào đó ăn. Không có vụ ăn chung. Món nào đó ăn. Ừ. Vậy đi. Rồi, chung thôi cho nó ấm áp. Khoan. Hả? Mình có nước mà làm cái gì trời. Rồi, có nước không vô nước. Tụi em chưa vô. Tụi em thích ăn trước rồi. Rồi anh em mình sao vô nào. Mời bạn nha. Hai thằng luôn. Miếng chim chăm các bạn ơi. Bò chi ăn đi ông nội. Bò đi. Tươi luôn mày. Đắng. Thấy bạn. Mừng ăn. Người ta bên đây ăn thịt bò không nè, ông nội ăn thịt heo cũng khẹ lên nữa. Miếng cánh gà. Ê đắng. Nhưng mà anh em thua cái này. Mùi cù có không? Vô. Vô. Để tôi vô miếng này. Cho em dưới đi nha. Ông nướng nè. Mời bạn nha. Chị thử. Đắng. Béo mà ngọt. Ngon, béo mà ngọt. Kế hoạch nãy tao nói nha. Bây giờ tao kêu vô là vô liền. Rồi. Hiểu chưa? Sẵn sàng nha. Vô. Mày. Mày. Ôi, cao. Ôi. Nào mẹ. Cao. Ê da, cái gì vậy? Kìa. Ê da. Tao nói rồi. Mày quá lạnh. Gì đấy? Ủa trộn. Ê da. Chạy. Ra. Mày.
không rồi. Cái cây 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 nghe cái thằng ông nội đánh đâu không đánh, đánh toàn vô mắt chứ vô đầu không vậy? Rồi thằng nào đập ở đâu không đập, nó lấy cái chân nó sút vô cái xương sống tao, muốn chẹo xương sống luôn trời. Cuối cùng cũng bắt được hai đứa bay rồi. Mẹ ơi nó bự kìa. Đây hai con châu chấu nha bạn, mới hoành hành trong lều của anh Hảo với anh Hòa luôn. Rồi hai con bay định làm gì hai con châu chấu đó? Châu chấu này hả? Hồi rút ruột ra xong mình nướng lên, hồi tao cho hai con bay ăn thử ngon lắm. Đường ba được. Tao biết nó có ngon không mà tao muốn quẹo cột sống rồi đó. Mà hồi nãy mấy con cào cào nó đâu có đu lên đầu tao đâu, mà sao tao mày quýnh vô đầu với mắt tao không vậy? Tại nãy mày sai ke không thấy chứ, hồi nãy nó bay ngang đầu mày luôn á. Ê bà Ngân. Gì? Dạo này cái cổ tôi nó bị sao bà? Mỗi lần tôi nói chuyện nghe là nó cứ bị vướng vướng ra đây nè. Mà nói chuyện á nó đau lắm, là biến nói luôn á. Ê, bà coi đi khám đi nha, coi chừng bị bú cổ đó. Làm gì có, chắc bị viêm amidan hay gì mà. Viêm amidan gì, tôi thấy bà còn lười nói chuyện với tôi nữa kìa. Dạo này thấy bà ít nói chuyện lắm. Đi coi thử đi, lỡ mà bố bà nó sưng cái bú cổ ngay đây nên là xấu luôn á. Làm gì có đâu bà, tào lao á anh ơi. Tôi khuyên bà thật đó, bà đi thử đi nha. Để bị bú cổ là xấu, gán chịu à. Chưa. Được. Tôi trước nha. Hai bà đang chơi gì vậy? Chơi thì đá. Vui với trời. Chứ sao? Ông nội nó bị khùng cái gì hết trời. Chưa trời chưa chật cho ông ta chơi, tự nhiên lại đây chọi đá ra đây. Đi ra chỗ khác chơi coi. Trời ơi, vô duyên vô dùng. Trời. Chọi cái đầu ông á, thấy ta đang chơi không? Đi lại kia coi. Để người ta đau lòng người ta làm biết nói chuyện mà cứ ghẹo hoài à. Đi làm chơi coi. Thôi đúng không bây giờ? Bình tĩnh, bình tĩnh. Giờ tôi biết lý do mà bị bệnh rồi nè. Bệnh gì? Tôi biết bà bị bệnh gì luôn. Bệnh gì? Bà bị bệnh lười nói chuyện á chứ giờ nghĩ sao mà bị đau họng kiểu gì mà ông bà ông ngồi đây ông giỡn một tí à. Phải chửi một tuồng, một tuồng luôn. Bà không ghẹo gan tôi kìa. Tôi khó nói làm biến nói chuyện dữ chưa bà nội. Thôi biến nói chuyện mà làm anh gì mà làm đi. Anh Carmen chụp giùm ba đó em một tấm hình kỷ niệm có xe gió nha. Ok, vô. À, hay. Vô. Một. Ê, khoan. Gì? Bà chụp chị sao thấy được cái cối xe gió? Ừ. Có xe gió tuốt ở chảnh mà mình ở dưới đây sao thấy ta? Sao mày? Ê, không mấy giờ mày cổng tao đi đặng cho nó cao lên thì dễ thấy. Ừ, cũng được. Ok, đấy. Vậy đi. Bà chưa? Rồi lên gió chụp chụp lên à. Cao lên anh đi mày phải quay mặt lên ngang ngoài này nè. Sao quay được? Ủa mày chụp gì ai thấy mặt mày? Quay ra lặng, quay ra. Ê dạ. Rồi có sao không? Trời ơi có sao không? Bể đứt luôn rồi vậy nha. Ê gì? Mày biết cái cối xe gió này người ta tạo ra để làm gì không? Làm gì? Mày không biết luôn. Không, nói giờ biết cối xe gió thôi chứ không có biết là nó làm gì hết á. Vậy là cập nhật không tin dễ rồi. Cối xe gió này nè, là nó hút gió ngoài biển vô phải không? Xong bắt đầu nó đẩy ngược ra để chắn gió cho mấy cái làng ở dưới á, để cho nó không có tóc nóc nhà. Phải không? Tao cập nhật không tin nhanh lắm. Mày ơi, cái quạt gió này nè, nó tạo ra điện xong phải không, tích trữ điện nó sẽ bắt lên cái quạt này, nó sẽ thổi ngược về biển y chang quạt gió mình xài ngày đó. Nó từng thấy ở ngoài biển không, gió sóng biển nhóc luôn không. Nhận con làm sư phụ đi hay ông nội, con lại hay ông luôn á. Coi xe gió này nè, người ta tạo ở đây để gió ngoài biển nó thổi vô, để cho cái cối xe gió nó hút gió vô, nó tạo thành điện để cung cấp cho người dân người ta xài. Cái gì mà thổi gió, cản gió gì đây? Ủa mà biết hỏi chi ông nội? Nãy giờ vẫn ngu thôi. Sao mày lần đầu hồi nãy giờ mày biết mày không nói luôn đi?
để tao kể ra quê rồi mày mới nói. Rồi hai đội của chúng ta tập hợp ở đây. Cái đội sao ta? Hai chị gái mình sẽ phải chia làm hai. Mời, 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 mời
dành cho Hòa Thương. Quân Nguyễn đang nhận banh đẳng cấp, lấy được banh các bạn. Hòa Thương đang lấy banh về cho đội mình. Tiếp tục, Hòa Thương sút quá cao không vào, sân nhỏ lắm nhà anh em đấy nhà ơi. Vâng, sút luôn. Thằng Kiệt đỡ được banh luôn các bạn. Dạ ngáo vừa sút từ khung thành bên này qua khung thành bên kia mà thằng Kiệt của chúng ta đỡ vẫn được. Hòa Thương bây giờ đang nhận banh, cột dọc để bị ngã banh lộn luôn rồi. Nghe cơ hội giải banh luôn em. Cái gì vậy? BDMT em ra qua khung thành quá xa cho nên một trái BDMT dành cho đội của đẳng cấp. Trời hết à, luật này luật rừng mà chơi không. Em đi ra tới ngoài này em chụp banh kiểu đó ai chấp nhận? Không vào, không vào. Xin chúc mừng đội của Hòa Thượng. Vâng, Hòa Thượng đang nhận banh các bạn. Chiêu gì đây? Wow, tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu nhún nhảy của Hòa Thượng. Vâng, quay, 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 quay. Quay quá, không vào. Quá tiếc. Một hạt, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chúng tôi đang cần trận đấu gì? Ôi. Tiếp tục, trận đấu cứ tiếp tục. Hai tên niên này đang cấu xé cho rồi, không vào. Xuất phát từ cả hai chứ không phải riêng gì một bên nha các bạn. Trận đấy đấu, tiếp tục. Nhận ngã được nhận banh. Nope. Không vào, em xuống đâu vậy nhà? Trận thi đấu tiếp tục. Đội thủ môn hả? Rồi ok. Hòa Thượng nhận banh đây em. Lại là tiền chiêu đây. Lại là tiền chiêu. Vâng, hay quá vậy. Chết rồi, mất banh rồi, chưa mất banh. Nhận ngã được nhận banh. Vâng, tiếp tục. Trời ơi. Tiếp tục, nhận banh, nhận banh. Cái gì vậy? Quá trời mùi vậy. Châu sình hút nhau rồi. Đi vậy. Sút, không vào. Nhận banh lên. Hay quá quên ơi. Banh kìa. Lúc nó chụp phong luôn trời. Rồi xong cái này xong chưa? Xong chưa? Đá mạnh. Đá mạnh thì làm nguyên bản bản cát không kìa. Hay quá, tiếp tục. Trận đi đấu tiếp tục. Cơ hội đẳng cấp ơi. Nhận ngao. Không ba. Anh chị bên cò gì vậy trời. Trận đi đấu tiếp tục. Tỷ số vẫn là một đều nha các bạn. Nữa tiêu chiêu rồi. Bị gì lên? Tan. Ngáo hả? Thành bị ngáo đấy các bạn. Không sao. Không quan trọng. Wow. Này thì nhây hả Thành. Tỷ số là 2-1 dành cho đội người ta kìa. Quá dữ dàng. Một pha ghi bàn khá là đẹp mắt. Mặc dù anh ấy chạm bàn rất là nhẹ nhưng mà vẫn là tính một pha ghi bàn khá là đẹp mắt nha các bạn. Thời gian chỉ còn 3 phút cuối. Ê, anh kia cầm cây đâu hả? À, em cầm cây để dọn anh Phú ơi, tại thấy cây này bự quá. Bỏ ra ngoài. Rồi, tiếp tục đi. Chuyển bát. Chuyển qua. Cái gì vậy? Tiếp tục. Không sao. Tình kiện của chúng ta ham banh quá té luôn các bạn. Nhá cô dạ. Nhá cô dạ. Wow. Tỷ số là 2-2. Rồi. Tiếp tục. Quá thương đi chạy bắt. Ui. Nên thôi nè. Nên chậm tài ra anh em à. Chạy đi đâu tiếp tục. Nhận ngã đang nhận bắt đây các bạn. Vâng, nhận ngã đang đi dành dọc quyền. Ui. Chậm tài. Chậm tài. Ui. Cái ghế chậm tài. Cái ghế chậm tài. Rồi. Giao rồi. Quá trời rồi, nó tấn công cái chỗ của trọng tài rồi đó mà. Quá trời rồi, mấy đứa này. Trọng tài có cái chỗ ngồi thôi mà nó còn không tha nữa. Tỷ số vẫn là 1-1. Liệu nhận áo của các bạn hay không, chúng ta cùng chờ xem. Hay quá. Hảo hán chụp môn khá là giỏi nha các bạn. Lại là một pha giao banh cao đến từ Hòa Hảo Hán. Tất kẻ là thằng kẻ có làm hụt banh rồi các bạn. Thằng kẻ không bắt được banh. Hay quá Hảo ơi. Wow. Tỷ số là 3-2 dành cho đội nhà ngáo nha các bạn. Banh không chụp mà chụp giò người ta chứ Hảo. Vâng, cơ hội dành cho nhà ngáo. Cọc pháo banh luôn. Quá trời sương mù vậy rồi. Không còn thứ gì trên người tôi nữa. Thời gian chỉ còn 1 phút thôi, cố lên. Tiếp tục. Hay quá, ngất chụp thủ môn quá là giỏi nha các bạn. Tỷ số vẫn đang là 3-2.
Vâng, bên kia có một cầu thủ đang đeo một cái lồng gì kỳ quá vậy? Hả? À, đang đeo gì trên đầu vậy? Tỷ số là 4 ơi. Tiếp tục cho anh. Rồi, bắt bắt xe đây, vô đi. Vào. Tỷ số là 3-4. Tiếp tục. Thanh. Biết. Rồi. Cái gì vậy? Có sao không em? Có sao không? Không sao, không sao. Không sao, không sao. Lẽ, né né ra, né né ra. Thế ta, né né ra. Một đêm chết chết chết. Ôi da. Ơi. Thằng kia mình ném nó chỗ khác được không? Chưa. Trong tay. Còn cái gì nữa đâu? Quá trời, mới để đá kiểu gì? Không còn cái gì luôn. Hết giờ. Đội chiến thắng ngày hôm nay đó chính là đội của Nhà Ngao. Xin chúc mừng đội Nhà Ngao. A few moments later. 10 tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho mấy em chọn giá đúng và lấy đồ ăn về tiếp tục đấu giá. Ok? Dạ. Đói bụng chưa? Rồi. Chắc đói rồi, đá banh xong vận động nhiều mất năng lượng các bạn. Và bây giờ là combo đầu tiên dành cho đôi nào đây? Ở đây chúng ta có 4 combo nha các bạn. Combo số 4 trước nha. Combo số 4 có giá trị từ 0 đến 100 ngàn. Gồm có 730 gram nhãn Thái và 10 miếng bánh quỳ, bánh mì, sandwich. Bánh mì sandwich có khoảng mười mấy ngàn một bánh thôi. Nhãn đó thì hơi mắc chút xíu, khoảng 60 ngàn. Mười mấy à, làm gì em mấy? Sandwich 17 ngàn hay gì à? Phải không cha? Phải. Tôi đây mà. Hay nhà sản xuất bánh sandwich nè. Không bớt đi, bớt. Mì sandwich đó thì tôi nghĩ nó rất là rẻ, nó hay chỉ 20 mấy ngàn một bịch thôi. Còn nhãn còn nha. Còn tôi nghĩ là 37. Đúng rồi, đúng rồi. 35 ngàn một hộp thôi. Tức là ký gửi. Ký gửi thì tầm 20 mấy ngàn. Hai mấy. Còn mì sandwich thì tầm 2 mấy ngàn nữa là 4 mấy. 40 4 mấy rồi. Hết giờ. Đội đầu tiên đó chính là đội của Nhà Ngao. 55. Đội của Hảo Hán. 77. Đúng rồi, đúng rồi đó. Đội của Thật Kẻ. Đúng rồi đó. Đội em. Đội Thành Lát. À, 40 mấy ngàn. À. 47 là 47. À, 48 ngàn. 48. Đôi của Thật Kẻ bao nhiêu? 47. 47 đúng không? Dạ. Và combo này có giá là 74 ngàn. Xin chúc mừng đội của Hảo Hán. Ủa sao nó cao quá vậy? Hơn 50 ngàn, 40 cho không thường trăm thôi. Rồi, lên lấy đồ em. Ấp điện thoại xuống để cho đội đó thấy bất công. Rồi, mang lấy combo về cho mình nè. Hay quá, giá trên là chỉ có 3 ngàn đồng thôi nha các bạn. Phải não ơi, coi chừng lấy combo nó xong ăn chay luôn á. Combo tiếp theo của chúng ta đó là combo 1 ký 2 dưa lưới hoàng kim. Đây, có dưa lưới hoàng kim nha. Và 430g cá ngừ đại dương. Combo này sẽ có giá dao động từ 200 đến 300 ngàn. Một phút suy nghĩ bắt đầu. Là bao nhiêu rảnh? 235. Cá ngừ đại dương là cho 170 đi. 170, 160 đi. Dưa lưới hoàng kim. Dưa lưới hoàng kim thì nó cũng mắc á. Chạy lên cỡ quá 100 mấy chung. Chạy ra cỡ. Không, chạy ra cũng cỡ 9 mấy. Mấy đến 100. 217. Hết giờ. Đội đánh giá đầu tiên đây là đội của Hảo Hán. Giá bao nhiêu em? 217. Đội của Thành Lát bao nhiêu? 220. 220. Đội của Thành Kẻ bao nhiêu? 227. 227. Rồi, đội của Nhà Ngao bao nhiêu? 203. Bao nhiêu? 203. Chắc chưa? Chắc. Thiệt không? Thiệt. Xin chúc mừng đội của Nhà Ngao. 230 ngàn. Con số chính xác. Đôi của Thằng Kẻ chính là chỉ có 3 ngàn đồng thôi. Lên lấy đồ ăn về cho đồ mình đi em. Nhà Ngao đánh giá ghê trời. Chính xác, quá chính xác. Xin chúc mừng đôi của Nhà Ngao. Và combo tiếp theo cũng cực kỳ giá trị, đó là 1 kg gà tẩm mật ong và 10 trái trứng gà H10. Sẽ có giá từ 300 đến 400 ngàn. Một phút suy nghĩ bắt đầu. Trứng gà thì nó khoảng trứng tập có mấy chục ngàn. 40 ngàn.
hút hai con đó đó, hai con đó đó, hai con đó con chắc cũng thể cỡ 150 á. Nếu mà hai con gà đó thì tôi nghĩ tầm 300 thôi. Còn không, hai con gà thôi nha. Thì trong khoảng tầm 300, còn những cái dĩ chứng là 25 nghìn thôi là nó nằm ở dưới số nhỏ. Coi bói nè bạn. Không, mình coi bói vẫn đúng. Để bóc đúng. Ba cái gì bóc mà. Đúng rồi. Đây nha các bạn. Mình có ghi giá cả đầy đủ trên đây nha. Các bạn chỉ việc coi và so sánh đối chiếu với giá các em đưa ra đoán giá xem có gần đúng. 77 350. Thôi chẳng đi chứ lẽ. Số 7 số hơn. Số 7 năm sinh của tao. Mãi hơn, mãi hơn, mãi hơn. 300 lớn á, 300 lớn nha. 377 á. Tào. Đồ đầu tiên ra giá đó chính là đôi của Thành Lát. Giá bao nhiêu em? 378. 378. Đôi thằng Nghĩa. 309. Vâng, đôi thằng Nghĩa 390 bạn. Đôi của nhà Nga nhiêu? 306. Đôi của Thành Lá, alo, đôi của Hào Hán, Hòa Thương. 377. 77 em đâu? 375 là như vậy à. Cho anh hỏi chứ đồ nào giá thấp nhất vậy? Giá của chúng ta chỉ có giá là 302 ngàn thôi. Hồi nãy tôi nói là nó không bao giờ cao được như vậy đâu mà ông ơi. Trời ơi, nãy 5 mét đúng rồi đó. Chúc mừng đôi của nhà Ngáo. Tại sao nhà Ngáo ngày hôm nay lại may mắn đến mức độ lấy được hai combo ngon đó nhờ? Tôi nói rồi đó, okay, nó thấp okay. Thôi. Và bây giờ là combo cực kỳ giá trị và đầy đủ, có cả nước, cả đồ ăn, đồ uống và rau rác. À, rau thì không có rác. Không nè, cái này là chuyến này phải hốt. Hốt chứ sao hốt. Combo đầy đủ cuối cùng ngày hôm nay đó chính là cho anh hỏi mấy đứa nè, mấy đứa anh bò Úc rồi đúng không? Dạ. Anh bò Mỹ rồi đúng không? Dạ. Bò Việt Nam rồi đúng không? Dạ. Bò Campuchia rồi, đúng không? Dạ. Anh bò càng chưa? Dạ. Ở đây chúng ta có bò Canada các bạn. Khối lượng là 500g. Loại bò cực kỳ ngon. Tiếp theo đó là 250g cà chua vàng bi, loại cà chua cực kỳ bổ dưỡng cho mấy đứa tầm bổ cho ngày hôm nay. Thêm đó là cung cấp vitamin C cho mấy đứa 780g quýt Úc. Wow. Đây. Hai phần còn lại là nước coconut. Là nước gì? Dừa. Chính xác đó, dừa. Combo này có giá dao động từ 400 đến 500 ngàn. Wow. Một phút suy nghĩ, bắt đầu. Chơi 400. Một phút suy nghĩ, bắt đầu. Dao. Chơi 200 gửi đi. Giờ mình chơi nữa luôn đi. Hên xui. Mày hay không ạ? Nó mày hay không? 400, 500 thì quá đơn giản rồi. Thì miếng bò tầm 300, rồi hay khi gặp lại là tầm 80-90 gì đó. Tôi nghĩ là tầm 400 mấy rồi đó. Hai thanh niên Hảo Hán và Hòa Thân của chúng ta đang chơi trò đếm đá các bạn. Trò này mấy rưỡi hay sao vậy? Ai cái này được. Rồi chốt đi. Một phút suy nghĩ đã hết. Đôi của thằng Nghĩa bao nhiêu? 400. Dữ vậy. Bao nhiêu? 470 đô. Đôi của nhà Ngáo bao nhiêu? Đôi của thằng Nghĩa bao nhiêu? Đôi này nè. Chốt cái đi. 460. Rồi, đô của Thành Lát. 438. Rồi, đô của Hào Hát. 427. Đô của Nhà Ngao. Bây giờ mình chơi tròn luôn, 500 luôn. Rồi, cũng chừng nữa thôi. Nó cũng tròn. 500. Bao nhiêu? 500. Chắc chưa? 5. Ok. Ê, khoai, 450. Rồi, giá cuối cùng của đôi Nhà Ngao là 450. Giá của chúng ta là 469 ngàn. Xin chúc mừng đôi của thằng Kẻ. Chào anh em mình nguyên dưới rồi. Trời ơi, đá này không đúng rồi. Ba, lấy cái bộ về cho đồ mình em. Xin chúc mừng đôi của thằng Kẻ. Mang về. Phía trò chiều của chúng ta bắt đầu nha các bạn. Rồi, bây giờ sẽ là món đầu tiên. Cá chép phá rồng anh ơi. Rồi, cá chép phá rồng này có giá bao nhiêu em? Bỏ lên đây luôn đi nè. Hai cùng này một cùng 100 thôi. Bỏ đây. Hai cùng là 200. Gì dữ vậy? 200. Ồ, hai cục cá hồi đại dương này, cá ngừ đại dương mà 200 là rẻ đó. Cái gì vậy? Anh Hảo gấp gáp. Chiều anh em bao nhiêu? 200. Giá khởi điểm 200. 200 ơi. 300. 300. Có tiền mà. Tiền, tao muốn làm gì tao làm. 300 lần thứ nhất. 310. 330. Lần thứ nhất. 400 lần thứ nhất. 410. Đừng để nha. 410 lần thứ nhất. Hết tiền nha. Rồi, thấy chú em cũng khổ nè. Rồi, 410 lần thứ hai.
410 lần thứ ba. Rồi lắm. Hai mấy cái hồi này tại sao lại có giá 410 chứ hả? Trời ơi. Combo gà mẹ đẻ gà con. Combo gà mẹ đẻ gà con, combo này tuyệt vời nè. Quên. Chưa để em lấy. À, em bán 2 4 6 5 trứng. 6 trứng em lấy là 4 trứng ăn. Ok. Cái rồi gà mẹ đẻ gà con này bao nhiêu? 300. 300 300 lần thứ nhất. 30. Ê, nó vừa mẹ đẩy rồi nha mày. 310. 400. 550. 550. 600. 600. Hết tiền. Ủa bên em còn tiền đâu? Hết. 600 lần thứ nhất. Đâu bên kia cũng đâu có tiền nữa đâu. 600 lần thứ hai. 600 lần thứ ba. Xin chúc mừng đôi của Hòa Thượng. Gà mẹ đẻ gà con. Cũng về Hòa Thượng. Rồi, còn em bán gì nữa không? Bán cà chua bi ăn trên. Cà chua bi, cà chua bi này có giá bao nhiêu? Thôi lỡ rồi, bán như lên lên coi. Rồi, combo này giá bao nhiêu đây? Combo cam lè. Đúng là màu cam lè luôn các bạn. Toàn là cam thôi. Cà chua bi cùng màu cam luôn. Hỏi đi. 150. 150. 160. 160. 200. 200. 201. 201. 300. Vô lại mày đó, tao ăn cam. Sao? Lâm đậm. Cam không? Cam này muốn chốt nó lại. 301 lần thứ hai. Chơi không? 301 lần thứ ba. 310. Hết. 310 là 301 đó. 300 mà anh ơi. Có 300 mà. Ê, dạ. 310. 300 lần thứ nhất. 350 lần thứ nhất. 307. 208. 400. Trái cây mà anh 400 luôn hả? 410 rồi. 500. 500 lần thứ nhất. Tiền người đại ăn, tao ăn được. 500 lần thứ hai. Nó còn cả 900 mấy. 500 lần thứ ba. Rồi, đôi của Hòa Thượng lấy 500. Ngày cuối là mình ăn cho xứng đáng luôn. Tính ra đôi bên này là anh theo kiểu gọi là không quan trọng. Anh chay, anh trái cây để bồi bổ thêm vitamin. 500 ngàn, 3 trái cam và một hộp cà chua bi. Bên này sang chảnh quá ha, anh đồ ăn chưa ngon không ha. Thà hy sinh tiền chứ không để đói đúng không? Phía cha chị của chúng ta tới đây ai bán mua gì nữa không? Để lại uống thôi. Như vậy là phía cha chị của chúng ta kết thúc, không bán nữa. Đi về giải tán. Giải tán, nấu ăn đi. Cái okay, comment qua đây quay em hỏi anh Phú cái này cái. Anh Phú. Hết hồn, đang selfie hết hồn. Cho em hỏi này cái ơi. Cái gì? Thì em thấy anh có mấy cái bàn, mấy cái ghế anh có cho thuê lại không? Trời ơi, bàn ghế xài đi chứ thuê gì? Nên mượn cái gì? Đúng rồi đúng không? Lấy hai cái ghế độ cưng hai người mà đúng không? Đúng rồi. Lấy hai cái ghế với cái bàn giá 50 ngàn thôi. Ủa anh nói nãy cho lấy cũng được mà sao giờ anh tính tiền? Cứ nghĩ sao cưng đang có tiền trong tay mà cứ tính toán với anh quá. Gọi nhiêu luôn đúng không? Rồi 50 ngàn, hai cái ghế và cái bàn. Quá rẻ. Rồi thuê luôn. Rồi đi đi lấy đi. Còn lên thôi. Gì nữa, đừng có được voi đòi luôn hai bà chân nha. Không, sáng em thấy anh uống mấy ly cà phê ấy. Còn cà phê không? Với cái phong cảnh chiêu như vậy nè, phải làm vài ly cà phê nó mới đã. Nên mời cà phê tôi nữa hay gì? Em mua mà. Mua đúng không? Bịch dây 20 ngàn. Chơi luôn anh Phú. Mua luôn hả? Mua luôn. Thôi mua nhiều chút đi. Thôi hai gói được rồi. Tính toán nữa, nhiều tiền mà tính toán. Em đi lấy nha anh Phú, có gì trừ tiền em nha. Rồi vô nói chuyện quản gia đưa cho. Ok anh. Lấy cho quà hai bịch cà phê, một cái bàn với lại hai cái ghế, giá 100 ngàn. Ủa? Ok, lấy 100 ngàn đi. Làm nhiêu mày? Mình đợi mình nói nó có bị gì không trời? Hay là nhiều tiền quá cái nó bị sản? Hả? Ừ. Cảm ơn não nha. Cầm hai cái luôn đi. Mình nhiều mà. Ừ.
Đâu luôn. Ăn đi nhậu ơi, do gì nữa. Hỏi trắng cái gì quỳ ghê, trắng cái ớt không sao ngon. Ớt cũng ngon. Ba. Thôi thả ăn đùi đi, em ăn đùi đâu. Thôi thả ăn đùi đi, em ăn đâu, đừng đưa. Thôi đừng, đừng. Đừng có đưa cho em mà. Thôi nhận cho anh Thảo nè. Thôi bạn miếng đó nha. Ăn vô cảm giác gì luôn mày ơi. Vô nè. Vô. 2, 3, vô. Thảo hát bài gì em đánh nhạc cho hả? Đi đi. Không. Gì vậy? À, để rồi coi. Vô. Biểu diễn cho nó nghe luôn. Biểu diễn gì vậy? Vô. Luôn rồi làm gì? Vô. Mày tưởng như mấy đâu à? Wow. Mấy rồi. Dạ sau đây tôi có tiết mục gửi tới anh em, anh Hảo Hán sẽ gửi tới anh em một bài văn nghệ tối đêm nay. Wow. Vô. Vô. Anh đã sẽ cứ vô bài anh chàng đẹp trai. Cứ nói tiếng ngắt hoài. Con hàng thịt thô mê thầy. Biết thế biết thế mà. Yeah. Anh cứ biết rồi. Anh đang đoàn nghe tiếng này. Yeah yeah. Đừng lắm kiến em mê say. Hay là anh cởi nhạo là gì vậy? Em đẹp yeah. Yeah. Sao nữa? Cái nấu đồ anh làm gì mà lấy cái mấy cái chợ. Nó làm đổ đi chính rồi không? Nãy làm đổ với mấy thịt bò của tụi em xong giờ làm đổ ở đây. Nó làm đổ nó nhìn. Đâu còn ba trứng ăn. À. Còn trứng nướng hả? Đúng rồi, nướng không ai. Nghe đời. Trứng nướng thịt bò. Ngon quá. Bỏ ra cho mọi người thấy mấy đứa này chê chứ không ai thấy gì nữa. Đó, trời ơi gà. Bò. Thì chứ nghe mấy cái mùi này là bắt đầu ha, thích thích cái vị giác bắt đầu ha. Nghe muốn chui à. Chui làm như gì chui ra. Bên này mấy món? Ba món luôn. Ba món. Đây đây đây. Này cá voi, này cá mập, cái này là cá con. Ủa các bạn có như đây cái đồ ăn hả? Dạ. Ủa đồ cứng hồi nãy nhiêu mà? Ba loại cá. Quả lấy hết rồi. Quả mua sạch hả? Con ghẹo bào hết rồi kìa. Cái này ăn ngon thế. Làm thử trái nhãn anh Vũ ơi. Cho anh ăn trái nhãn không? Ăn lên đó ăn vô. Em của trái em anh Vũ. Trái nhãn này không ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe của mấy thanh niên này đâu các bạn. Tại nó ăn xong rồi còn dư nó cho anh Vũ ăn thôi chứ. Ê, nói vậy còn nha. Tụi em đang ăn mà. Tụi thấy không, bên này người ta có lòng cho mà bên này nó có lòng tào thải, nó không muốn cho bình nhân. Thôi thì nhận luôn đi anh Vũ. Đội chất khác thì trái này thúi à. Trời trái thúi. Cảm ơn trời. Anh ngon quá. Ăn thêm trái trà chu bi này chắc không ảnh hưởng gì đâu ha. Không ảnh hưởng đâu Vũ ơi. Ôi trà chu bi này bổ lắm nha. Còn muốn cái cam nữa. Lại anh tin. Trà chu bi bổ quá anh Vũ ơi. Anh Vũ ảnh hưởng cho trứng sống nữa rồi. Không có ảnh hưởng gì luôn á. Không, trứng sống để trưng bày hơn Vũ ơi. Trưng bày. Có trứng này sao không chế biến ăn sống hả? Trời ơi, nhà em giàu mà chế biến chị có. Nè nè anh Phú, em mua là có mục đích hết à. Mua để trưng đúng không? Anh đi theo em đi. Ê, đừng có giỡn đập đầu ta nha. Đây. Đập gì em đúng rồi. Ôi, phát lương cho mấy em á, thấy Tết rồi. Cho. Đây, 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 chết nào. Hay quá, cảm ơn chú. Tặng mọi người trái luôn kìa. Mày lấy rồi. Để cho nhỏ ăn nghe, kiếm cơm. Này luôn nha. Này. Nhây nha. Wow. Cho mày cái trứng quá. Đây. Quá, trời. Mình có rồi mà. Mình có rồi mà. Mày có rồi, thương người ta cái đi. Quá vậy á. Ủa? Quá, quá, quá. Có nguyên thêm trái kìa, nguyên thêm trái kìa. Không. Đói nha các bạn, bây giờ thưởng thức gà nướng đúng không?
gà gì? Gà gì mực ong vậy á? À, gà nướng mực ong. Vô. Làm cái cánh mấy bạn ơi. Cánh này đi nhé. Ăn gà trước đi, cầm nguyên con cầm luôn đi. Nè. Cũng ăn từ từ luôn thật ơi. Nè nè. Mời bạn nha. Thôi bên mình cũng ăn luôn. Bạn làm gì có nước uống đâu. Vô. Bỏ người ta. Thôi nó dài quá. Nước dừa thơm nhá. Vô. Không 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 không. Sao? Ngon không? Ngon chứ. Ăn cái đùi nha bạn. Mời bạn nha. Ê, quên, để tôi chạy cho lưới rồi. Năm. Không có dao chạy được luôn hả? Ngân dính cái đụng. Được hết à. Không có dao hả? Không có dao nè. Không có dao nè. Không có dao nè. Chạy cái tay kìa. Nước rồi nè. Nước rồi. Gớm. Cá nữa. Vui lì đòn. Mời mấy bạn. Cầm nguyên trái cầm đi. Wow. Chú. Mình cũng ăn luôn. Một, hai, ba. Vô. Nước ngon. Rồi, tôi có dưa rồi. Rồi, miếng thịt chín rồi nè. Miếng da nó giòn lắm luôn á. Ăn khen miếng bự. Mời bạn nha. Ăn đi, tôi lòng tiếng cho ăn. Mời bạn ăn nha. Ngon. Nhâm. Bò dai dai mềm mềm. Cực kỳ ngọt. Bò dai dai mềm mềm nhớ bạn. Mày mới lại ăn á, coi chừng đó. Không có. Thử dữ mày. Đúng. Thôi, tụi mình cũng ăn luôn. Thấy tụi này ăn thèm quá. Ăn đi. Về luôn. Ăn gì nè mà. Mày nhìn tao á. Ăn đi. Ăn đi mày ơi, kiếm chuyện tao hoài. Thôi ăn đi. Thôi tao trước nha. Ê, em thịt nha các bạn. Thôi bà bạn cùng ăn nha. Ăn đi. Thơm ngon mời bạn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa. Giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Ngon. 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 Mời thăm nữa. Quá lạ. Mời thăm nữa. Quá lạ. Rồi, lâu rồi chưa kể trên kinh dị cho mọi người nghe kìa. Thì hôm nay sáng giờ anh suy nghĩ những cái câu chuyện ma và kinh dị anh tìm hoài không có. Mới có câu chuyện nào không? Kể cho mọi người nghe. À, em có anh Phúc. Có không? Có. Kể câu chuyện đó đó. Chuyện mà anh em đi câu cá nữa, trong cái hồ đó đó. Cái gì? À, đúng rồi. Phú nghe xong tối nghỉ ngủ luôn anh Phúc. Câu chuyện này có thật 100% nha anh Phúc. Có đâu rồi nha. Bên xóm tụi em. Ừ, kể thật á. Anh nhớ cách đây 4 năm gì trước, anh em mình có đi câu cá ở trong cái hầm khuôn cư bự không anh Phúc? 4 năm rồi hả? Hơi bị lâu rồi nha. Câu bằng cần tre mà cái hầm bự đó. À, rồi biết cái hầm đó rồi, hầm đó bên gần nhà cưng đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đó. Thì sau cái lần đó khoảng 1 năm, cái có người mất dưới đó anh Phúc. Có người mất hả? Đúng rồi, nhưng mà lý do này, tại vì không biết buồn gia đình hay là buồn gì đó, một người mẹ bỏ nhà ra đi. Cái con cái họ cũng không biết viết thư đồ để dưới chỗ đánh răng á, mỗi buổi sáng dậy thì còn hay đọc. Xong rồi cái thấy như vậy, con thấy như vậy đó anh Phúc cũng sót bỏ đi tìm đúng không? Đúng rồi, đi tìm rồi kêu công an rồi này kia luôn. Nhưng mà không được, nửa tháng trời luôn tìm không thấy. Có đi lên coi ấy nữa, coi thầy nữa, nhờ thầy tìm luôn anh Phúc. Nói mà tìm không thấy luôn hả? Không thấy luôn. Nói cô đó đi đâu này kia, là đi chùa này kia. À, kiểu như là buồn con đi đây đó ha. Đúng rồi. Rồi đi đâu? Không nha anh Phúc. Cô đó mất ở trong cái hầm đó luôn. Gần nhà luôn. Gì ghê hả? là lý do gì mất?
Anh nhớ cái đợt mà anh em mình có đi ngang cái hầm đó mà nó có cái đường mương bự không? Chẳng nó rồi 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 đó. biết cái đường mương đó luôn. Cô đó hình như là đi ngay cái đường đó, té xuống dưới rồi trôi vô cái hầm đó luôn. Gì à? Rồi hé lục bình đè lên. Trôi vậy phải chìm xuống dưới hầm chứ. Thì lục bình nó đè lên mà anh Vũ đâu có nổi lên được đâu. Cái này mới ghê nè anh Vũ. Sao? Con cái đi tìm không được. Cái tới một cái chị cũng là con luôn. Đó. Bữa đó đi cắt lục bình. Cái vụ đó chìm rồi. Canh cây lục bình đó hả? Đúng rồi. Cắt lục bình để bán á không? Mà lúc đó là vụ đó chìm rồi. Tự nhiên chị lâu chưa? Có nghĩa là lâu lắm rồi. Có nghĩa là đi tìm lâu lắm rồi mà không đúng thấy. Đúng rồi, không thấy. Luôn. Bao nhiêu lâu? Tầm 1 2 tháng á luôn. Gì tìm gì còn 1 2 tháng không thấy. Đúng rồi, đúng rồi, không thấy luôn. Chắc tưởng chắc bỏ đâu xa xôi nữa ha. Đúng rồi, xong rồi cái chị đi cắt lục bình ở trong hầm đó đó. Chị đó là ai? Cái chị cũng chung nhau con đó. Trong dòng họ hả hay là con? Con. Con dòng họ. Con. Con gái hả? Đúng rồi, con gái anh Vũ. Rồi. Bữa đi cắt lục bình. Xong mày chị đã cắt một hồi cái cắt tới cái lùm kia. Thấy cái áo. Ở dưới lục bình hả anh Vũ? Ồ xương phải chìm xuống dưới chứ ta. Dính vô cái áo mà anh Vũ. Nếu mà chết lâu vậy là có nghĩa là rụt xương luôn rồi. Hay rụt là rụt thịt hết rồi ha. Đúng rồi, rụt thịt hết còn xương không. Đầu ghê. À bộ xương còn dính mà láo luôn. Ghê. Em nghe không. Mà sao nhận ra người đó? Nhận chứ Vũ. Được mà anh Vũ cái áo đó mà, áo màu đó. Tại vì con biết mà. Đó, xong cái chụp lên rồi đem xác về này kia xong rồi làm nám. Mà ghê lắm thôi, hầm đó. Nói điện thoại với gà luôn, biết sao không? Cái hầm đó hình như là mấy nay mình bệnh câu cá hơn. Cá ăn luôn. Ôi tính ra vậy là cá trong đó ăn xác luôn trời. Khi đó mấy em nghĩ câu cá đó luôn rồi. Còn nữa nè anh Vũ, em nghe nói mất một số bộ phận rớt ở dưới đáy mà chưa kiếm được nữa. Ghê hả? Xương á ha. Đúng rồi. Vậy là cái hầm đó bây giờ là cá trong đó, cá toàn cá yêu tinh không? Đó cũng mưa. Ủa vậy sao bữa giờ mấy đứa đi câu cá sao mấy đứa không nói ta? Làm anh đi vô đó câu hoài luôn. Dạ gà em nó nổi quận hết rồi luôn rồi. Cái đâu sợ. Đó câu chuyện có thiệt nha mọi người. Có thiệt sao mà em sợ anh muốn? Không mấy em kể như vậy là có thiệt đó các bạn. Biết sao mình mời bạn. Tại mình sớm mình cũng ghê lắm. Nhiều cái đi kể lắm. Cũng nhiều cái scandal quá. Hình như cũng là dòng họ xa của em luôn á. Vậy đó hả? Nên em mới biết. Thôi đi ngủ. Thôi em đi luôn. Hay làm gì làm, tôi đi ngủ. Thôi tạm biệt mọi người, cho đi ngủ nha. Bye bye mọi người nha. Trời sáng rồi các bạn. Tối hôm qua được cái không mưa nha. Nhưng mà gió hơi nhiều nha. Thôi đi này đi ngủ, ngon lành canh đào. Nằm ngoài này mát hơn trong này. Trong này lại hầm hơn. Tối hôm qua thật ghẹ nhường cho Ngân đi qua lều cũng quên ngủ nha. Còn ghẹ ngủ ở đây với mấy anh em. Dạ. Chạy đi cưng. Sáng rồi nè. Quá. Trời ngủ cái gì mà ngủ vừa ra sáng chân rồi cưng. Chạy đi, dậy dọn dẹp về nè. Kêu mấy thanh niên này dậy luôn. Sáng nào cũng vậy các bạn. Kêu dậy sớm tập thể dục đâu, không chịu dậy đâu. Có ngủ nướng bắt đầu phải đi kêu như vậy nè. Thanh, đắng. Đắng. Vậy cưng, sáng ơi. Công nội thằng này ngủ cái gì mà ngủ dữ vậy. Hả, à, ban lãnh đạo, ban tổ chức là đội trưởng gì mà ngủ gì. Không biết gì giấc vậy vậy. Đấy vậy. Hỗ trợ mấy anh em dọn dẹp về này cưng. Hai em bấm thúi này nữa. Con gái mà ngủ vậy đây. Con ngủ cái tướng nha. Ngon, nguyên vậy này cưng, sáng ơi. Thôi, đến đây mấy anh em mình cũng xin kết thúc video nha các bạn. Đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy anh em mình. Đồng thời vào subscribe anh và phải để quay kim cương mà Refinex lương quân giá rẻ uy tín và chất lượng nha. Quay càng nhiều khả năng nổ càng cao nha các bạn. Thôi, đến đây mấy anh em mình cũng xin kết thúc video. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Giờ kêu mấy em dậy về thôi. Kêu nãy giờ không dậy. Dậy đi cưng, sáng ơi.